phía Quý đã quay trở lại với điểm tin game nhập vai số 67 của GH.vn. Và điểm tin hôm nay có gì hấp dẫn, hãy cùng Hạnh khám phá nhé. Legend Hunter Devil Unleashed, tựa game đấu boss xích rồng đã chính thức lên sóng mobile. Nên thay vì đơn thương độc mạng đấu với những con trùng hung bạo thì người chơi có thể tham gia vào vô vàn kiểu chơi khác nhau. Sự đổi mới này cho phép chiến trường của game trở nên sôi động và máu lửa hơn bao giờ hết. Kiểu chơi King 3D chính thức mở cửa thử nghiệm giới hạn. Ấn tượng đầu tiên về game này đó chính là giật lag. Bởi vì có quá nhiều game thủ tham gia trải nghiệm nên sự cố nhỏ này đã nhanh chóng được nhà phát hành sửa chữa. Trên tất cả, đây là tựa game nhập vai kiếm hiệp đích thực trên mobile. Khi game chính thức ra mắt, GH sẽ cập nhật ngay địa chỉ tải game cho các bạn. Như mong đợi, ba tựa game mobile siêu khủng ăn theo Kingdom Underfire đã chính thức được công bố. Mặc dù thông tin chi tiết về các sản phẩm này khá là ít ỏi, nhưng mà chúng ta lại nhận được nhiều thông tin khá là thú vị. Tên của các sản phẩm sắp ra mắt đó chính là Kingdom Underfire Warlord, Kingdom Underfire Concept, Kingdom Underfire God. Những tựa game này đang được nhà phát triển tập trung hoàn thiện để đưa tới tay người hâm mộ trong thời gian sớm nhất. GameZin đã chính thức chào sân Odin Crown, tựa game MOBA đầu tiên của hãng trên nền tảng di động. Đây là một tựa ARPG combat điển hình. Với các game hiện nay thường đi theo thể thức 3 đấu 3 thì hệ thống 5 đấu 5 hoặc là 1 đấu 1 của game hứa hẹn sẽ đem đến lại những trận chiến vô cùng sôi động và khốc liệt bậc nhất. Và thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin game nhập vai lần này của GameHub.vn. Các bạn đừng quên theo dõi các số tiếp theo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.